Và được biết rằng trong cái nghị trình của ông Tổng thống Obama đi thăm các nước ở Nam Á và đặc biệt ở ở ở Á Châu thì không có nói đến Việt Nam, hoàn toàn không có nói đến Việt Nam. Và chúng ta nghĩ rằng là Việt Nam chưa có phải là một cái tạo được một cái ảnh hưởng gì trong vấn đề chính trị hay là vấn đề thời cuộc mà Hoa Kỳ quan tâm đến. Nhưng hiện tượng của chiếc tàu của ông Lê Bá Hùng cập bến của Đà Nẵng đã cho chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái hiện tượng ở phía sau đó và không được thấy ở trong cái tất cả những nghị trình nào hết. Thì cái ý nghĩa đặc biệt này ông thấy cho biết về vấn đề chính trị nó như thế nào nhỉ? Vâng, thì nó sẽ có cái ảnh hưởng như tôi nói hồi đầu là ảnh hưởng về vấn đề tâm lý đối với người dân Việt Nam. Và tôi cho rằng là các cái viên chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải suy nghĩ về hai phương diện, là nếu chẳng may xảy ra những chuyện hải chiến kịch liệt giữa bên hải quân của Việt Nam và bên Trung Quốc thì không có còn nước nào có thể bênh vực được ngoài Hoa Kỳ. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái sự hiện diện của ông Lê Bá Hùng nó cho người ta thấy rằng là người trong nước và đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhìn thấy rằng là nếu có một cái chính sách hợp tác và hòa giải thật sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người Việt Nam ở nước ngoài thì tôi cho rằng là không riêng gì những trường hợp con em của chúng ta đang hợp tác hay là đang có mặt trong quân đội Hoa Kỳ hay là tất cả các lĩnh vực khác sẽ đưa sức về để giúp Việt Nam bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ cái quyền lợi về kinh tế, mà người Việt Nam cũng sẽ sẵn lòng làm cái chuyện đó. Cái hình ảnh của ông Lê Bá Hùng cho người Việt Nam trong nước và đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng họ không có cách nào khác bằng cách là bây giờ phải thay đổi cái chính sách của họ, cai trị đất nước, từ bỏ độc tài, phải dân chủ hóa chế độ và phải nâng cao cái trình độ giáo dục và phải nhìn cái hình ảnh của Lê Bá Hùng cũng như là của ông Philip Roessler ở bên Đức hay là của các ông đại tá Lương Xuân Việt vân vân vân, hay là tỷ dụ như là của ông dân biểu Joseph Cao, là một người Việt Nam ra khỏi nước năm 1975 vẫn còn bé lắm mà bây giờ trở thành dân biểu liên bang. Những cái hình ảnh đó cho người dân trong nước phải tự hào là chỉ có người Việt Nam ở nước ngoài mới có những cái cơ hội để mà thành công như thế ở nước ngoài, nhất là đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì nếu họ muốn có sự hợp tác của người Việt Nam ở nước ngoài thì họ phải thay đổi chính sách, họ phải dân chủ hóa chế độ, phải có sự hòa giải thật sự chứ không phải là hòa giải một cách môi miệng bằng nước bọt như từ xưa đến giờ đó, thưa anh nhỉ. Xin được cảm ơn ký giả Phạm Trần. Kính thưa quý vị, chương trình thời cuộc trong tuần của chúng tôi đến đây xin được chấm dứt. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa cảm ơn ký giả Phạm Trần. Vâng, xin cảm ơn anh Nhân và xin cảm ơn toàn thể quý vị.